Hello anh em có khỏe không anh em? Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip về vấn đề là xây nhà trước cửa chùa, đối diện chùa có nên hay không và có nghiệp hay không. Thì mời anh em xem xong clip rồi mình nói chuyện tiếp nha. Ok, vô. À, ai mà dám cắt ngay cổng chùa, cái nhà này tiêu. Trời ơi, ai mà gan cùng mình mới dám cắt nhà trước cổng chùa. Trước cổng chùa sao dám cắt nhà. Nên đắc ai mà có trước cổng chùa mà ngay cửa chùa là cúng dường cho chùa. Đó, mọi người coi xong clip mọi người có ý nghĩa như thế nào mọi người? Còn mình là mình chỉ biết cười thôi chứ không biết làm cái gì hết trơn. Rồi hiến cúng cho chùa rồi ở đâu thầy? Đi ở nhà trọ hả? Hay là ra gầm cầu ở? Giờ sao mấy thầy ngộ quá, mấy thầy thích vậy quá thiệt luôn á. Rồi mắc gì nhà em cất trước cổng chùa không được thầy hả? Em cất trước cổng chùa chứ đâu phải em cất trước cái cổng kho bom đâu, hay là em cất trước cái nghĩa trang đâu. Mà em nói với thầy bây giờ dân số thì đông, đất đai thì không có. Bây giờ có đất ở là quý rồi, có đất xây nhà ở là quý rồi. Bây giờ ở đâu người ta cũng ở hết trơn. Đó. Bây giờ đất ở đâu bán người ta mua nhà người ta cất ở cũng được chứ. Dân số ngày càng đông, đất đai ngày càng hiếm, đất đai ngày càng mắc. Có cái nhà ở là quý rồi thầy ơi, bây giờ ở đâu người ta cũng ở hết trơn á. Ở đối diện bãi rác người ta cũng ở được nữa. Đó. Chứ mắc gì ở chứ cổng chùa, sướng muốn chết có gì đâu mà ở được thầy. Có gì đâu mà phải sợ vậy thầy. Chứ cổng chùa ngày nào cũng được nghe tụng kinh sướng chánh có gì đâu. Tại nhiên ở chứ cổng chùa nhà ta có chứ cổng chùa thầy kêu cúng cho chùa đi, không nên ở. Rồi ở đâu? Ở ngoài đường hả? Vậy sao mấy thầy không đem chùa đi lên núi cất? Hay là đi với những vùng xa xôi hẻo lánh mà không có nhà ai đó cất? Thì đâu có đối diện nhà ai đâu thầy, đúng không? Cất chi ở thành phố, ở chợ thành phố, ở đường lớn chi. Rồi nhà dân người ta nhiều quá thầy nói là ở đối diện chùa không nên. Rồi kêu người ta cúng cho chùa đó. Về những cái vùng xa xôi hẻo lánh, vùng quê nông thôn hay là trên núi trên rừng gì là cất chùa là bảo đảm với thầy là rất yên lặng yên tĩnh đó, để mà tu tập không đụng với ai hết, không đối diện nhà ai hết. Nó sướng không? Thầy muốn cất nhiều cất có gì đâu. Chứ thầy nghĩ đi, bây giờ ở Sài Gòn một cái chùa, cất cái chùa là trước cái chùa đó là biết bao nhiêu cái nhà phố nó nằm đối diện với chùa, chả lẽ bao nhiêu cái nhà phố đó ta đem ta hiến cho chùa hết đó. Rồi người ta ở đâu đó, trong khi đó một cái nhà phố ở thành Sài Gòn người ta bán tới mấy chục tỏi. Bây giờ thầy kêu hiến cho chùa rồi người ta lấy tiền đâu người ta mua nhà người ta ở, lấy tiền đâu người ta di dời người ta đi, hay là lấy tiền đâu người ta sống, lấy chỗ đâu người ta ở, đúng không thầy? Trời ơi. Thì thôi, trong khi đó thôi mình đem cái chùa mình đi về vùng nông thôn hay lên núi hay là lên đâu đó vắng vẻ mình cất chùa, mà càng yên tĩnh là càng tốt, càng yên tĩnh là càng dễ tu tập. Có gì đâu mà chen chân ở thành phố đô thị này nọ chi mà cho đụng nhà dân, đúng không? Nhiều khi cái nhà mọi người ở đó mấy đời đó, rồi mấy đời dòng họ mình ở đó, tự nhiên giờ tới đó các cái chùa đối diện nhà mình, bây giờ nói cái nhà mình nó đối diện cái chùa không nên, nên cúng cho chùa đi. Mọi người chịu cúng không? Còn mình là mình chỉ biết cười thôi chứ không biết làm gì chứ anh em, thiệt lắm, mình bó tay luôn á. Quỷ trần tiên động ơn. Bây giờ đất á rất có giá, dân số thì đông, đất ngày càng hẹp. Nói thiệt luôn á, bây giờ mà đất á đối diện với nghĩa trang rồi, hay là đối diện với chạy hàng, hay đối diện với bãi rác người ta cũng mua người ta ở nữa anh em. Đó. Vậy gì bây giờ không có đất để mà cất nhà mà ở nữa. Ở đâu mà đối diện, ở đối diện chùa là sướng rồi. Nhiều người ta ở gần hố rác nè, ở gần mấy con sông mà thúi quắc thúi ình á, người ta cũng cất nhà ta ở đó. Chứ có gì đâu mà không ở được, chỉ không có tiền mua đất để ở thôi.
đó. Trời ơi trời, bây giờ mọi người nghĩ đi, muốn mua một cái nền nhà để mà ở, để mà kinh vừa kinh doanh vừa ở, mọi người nghĩ đi, mua bao nhiêu tiền mới mua nổi? Rồi lương của công nhân bao nhiêu, làm bao nhiêu năm mới đủ tiền để mà góp lại mua được cái nền nhà, chưa tới cất nhà đó. Bây giờ mọi người muốn mua được cái nền ở thành phố, ở đô thị hay ở chợ thôi đó, có cái nào mà dưới một tỏi không? Không, mấy tỏi mới được một cái nền, mua cái nền thôi đó, chưa cất cái nhà nữa đó. Thì mọi người nghĩ đi, làm bao nhiêu năm mới mua được cái nền để cất cái nhà? Trời ơi, đâu mà dễ dàng như cái nhà mình tự nhiên vậy cái đem đi hiến cho người ta.